Hi, xin chào cả nhà, mình xin tự giới thiệu mình là Sơn Trầm, hiện là nhà phân phối các sản phẩm nông dược vụ đất tại Bình Dương. Hôm nay Sơn làm video clip này để giải thích tại sao một cái sản phẩm dung dịch vữa sơn nữ oa lại có thể uống được và có thể xúc miệng được, để đo độ an toàn cũng như là kiểm chứng về thành phần hoàn toàn từ thảo dược 100% thiên nhiên, không bọt duy nhất trên thị trường, thì Sanh hôm nay sẽ test trực tiếp trên cái video clip này để cho các bạn cùng xem cái độ an toàn của sản phẩm nha. Đây là cái sản phẩm nữ oa không bọt duy nhất trên thị trường ở Việt Nam, hoàn toàn từ thảo dược. Nó an toàn tuyệt đối và có độ pH âm đạo ở phụ kho chúng ta là từ 3.8 đến 4.5, phù hợp với môi trường âm đạo. Thì dung dịch vệ sinh nữ oa này là ở 3.8 nha cả nhà. Đó, cho nên các bạn dùng dung dịch vệ sinh này để rửa phụ khoa phụ nữ chưa chồng, phụ nữ đã lập gia đình, phụ nữ đang mang bầu, phụ nữ đã sinh con, cả nam giới vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm nữ oa này, nó không bọt. Và cả em bé đang bị rôm sảy, nấm ngứa, bị mũi chích, bị nổi mờ đay, các bạn vẫn có thể sử dụng nó để xoa, để chà lên tay, để giảm tình trạng đỏ, viêm và rát và hư da nha. Đó, và cả những anh chồng đang gặp vấn đề về phụ khoa hay bị ngứa hay bị hôi và bị gầu, các bạn vẫn có thể xịt trực tiếp lên để các bạn có thể trị gầu rôm sảy nha. Đó, những chị em mà riêng vùng kính của chúng ta hay bị ẩm ướt hay làm việc trong môi trường là hoặc là mặc đồ nắm khó chịu cả ngày đó, và hay bị ra khí hư dịch trắng hay bị hôi vùng kính, thì chúng ta sử dụng ngay chai dung dịch vệ sinh nữ oa này để chúng ta rửa hàng ngày. Nó không có bọt, vô cùng the mát, dễ chịu và sạch sẽ. Thành phần của nó từ thảo dược bạc hà này, lá trà xanh này, rồi lô hội đó, một vài thành phần cơ bản nha cả nhà. Là Sanh có thể nói cho các bạn biết là hôm nay Sanh sẽ uống luôn nha, uống và xịt trực tiếp vào miệng để cho các bạn xem cái độ an toàn của sản phẩm này. Nó không có bọt và Sanh sẽ test trên tay, Sanh cho xoa như thế này. Đó, rất là the mát đây. Đầu tiên Sanh sẽ test trên tay trước nha. Đó, Sanh sẽ xịt lên một tay chúng ta một xí. Đây, hoàn toàn tiết chiết xuất nè. Đây, tinh chất nè, tinh chất nó không có bọt, gì hết nha cả nhà. Đó, nó rất là the mát. Đó, toàn bộ từ tinh dầu, cho nên các bạn thấy không, nó rất là the mát, nó rất là lạnh rồi. Sanh có thể xịt nha. Trước khi dùng dung dịch vệ sinh này, các bạn hãy lắc đều lên cho Sanh, bởi vì sao? Bởi vì trong tinh dịch này, trong chai dung dịch này nó sẽ có cái tinh dầu. Đó, tinh dầu hoàn toàn từ thiên nhiên. Cho nên các bạn hãy lắc lên đều, rồi các bạn hãy rửa để nó sẽ hòa lẫn với các cái tinh dầu vào nhau, và chúng ta sẽ rửa nó sẽ sạch nha. Đó, rồi các bạn hãy xem Sanh sử dụng nha. À, Sanh nó uống nè. Đó. Rồi, rất là the mát. Khi chúng ta uống vào miệng, khi chúng ta súc miệng hàng ngày để trị hôi miệng, viêm răng, thì nó rất là như là nó sát khuẩn, nó tiêu viêm. Bởi vì thành phần này khi chúng ta rửa vệ sinh hoặc là chúng ta súc miệng, nó sẽ tiêu diệt hoàn toàn những cái độ nhờn của miệng á. Cho nên vùng kính của chúng ta mà ẩm ướt hôi miệng á, khi chúng ta mà rửa xong cảm giác nó sạch sẽ vô cùng. Đó, sạch sẽ xong và nó sẽ tiêu viêm, nó khuẩn nữa, rất là sạch sẽ và nó the mát. Cái mà chúng ta sẽ cảm nhận được ngay đó chính là nó rất là the mát, nó rất là sạch nha cả nhà. Một chai dung dịch vệ sinh này chúng ta sẽ sử dụng trên 3 tháng luôn, tùy số lượng chúng ta dùng bao nhiêu lần trong một ngày, hoặc là chúng ta bao nhiêu người dùng đó. Thì các bạn, một chai như thế này chỉ có 250.000 nha, 250.000 110ml đây nha cả nhà. 250.000 110ml là loại chai vuông như thế này, bởi vì chai này là chai khuyến mãi 150ml nhưng mà hết hàng rồi nha cả nhà. Đây mới chính là cái chai của nó, hiện nay Sinh đang phân phối là 110ml giá 250.000. Thì bạn nào hãy mua ngay một chai như thế này về cho cả gia đình cùng sử dụng luôn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Sinh cam đoan với các bạn sử dụng xong các bạn chỉ có mê nó thôi. Cảm ơn các bạn, hãy nhớ inbox cho Sanh hoặc là liên hệ cho Sanh theo số điện thoại 0908 728 426 hoặc 3 Facebook Sanh Trần để Sanh sẽ chia sẻ nhiều hơn và Sanh sẽ tư vấn về sản phẩm dung dịch vệ sinh nữ oa này nha. Cảm ơn các bạn, xin chào.